Em xin chào các bác Yêu Lan, đã quay trở lại với kênh Hoa Lan Xứ Trà của em. Hôm nay là 26 tháng 3 năm 2022, em đã có mặt tại Hải Phòng để tham dự ngày hội lá kẻ sọc phát tài các bác nhé. Thì mời các bác ngắm, đây là kiếm kẻ nhé. Các bác nhìn bản lá nhá, rất là đẹp. Đấy, những cái chậu như này thì tàng hàng tiền thôi. Đấy. Đấy, cực kỳ đẹp nhá, rất là phê kiếm kẻ. Thì đoạn này nó hơi ổn lên là em cắt một đoạn tại vì nó dính nhạc, anh em sợ về bản quyền. Thì mời các bác ngắm nhé. Đây cũng tiếp tục là một chậu kiếm kẻ nữa. Đấy. Rất phê. Một chậu rất là phê luôn. Đấy. Những dòng này thì là toàn hàng tuyển thôi. Đấy. Sọc âm dương luôn, lá rất là đẹp. Những cái chậu như này thì mấy hôm nữa nó nắng lên thì nó rất là phê. Đấy. Có ai nhìn bộ lá đấy chưa? Không còn gì để chê rồi. Đấy. Rất là phê nhá. Chậu cực kỳ to. Cái chậu này thì có tiền cũng khó mua được, tại vì nó quá là đẹp. Đây. Đây. Học vĩ này. Đây. Nhìn mầm gốc có phê như này chưa? Đây. Rất là phê luôn, cực kỳ đẹp. Đây. Hôm nay thì hội rất là đông. Nên là nó hơi ồn. Đoạn này thì em cắt cái phần tiếng đi tại vì nó ồn quá. Đấy. Đây. Rất là phê. Tiếp theo chậu nữa đây. Đấy. Các bác xem đến hết cuối video nhá. Đấy, rất nhiều tác phẩm đẹp. Đấy. Lần đầu tiên hội lá kẻ được tổ chức tại Hải Phòng nhá. Đấy. Rất là sôi động. Cực kỳ phê. Đây, chậu này là chậu sọc này, sọc âm dương này. Bạn nhìn lá chưa? Đây, nó chưa có nắng mà Hải Phòng bây giờ vẫn lạnh. Đây. Mà lá nó nhìn bồng gốc nó lên chưa? Đây, sọc âm dương, sọc cực kỳ ổn định. Những cái chậu như này mà vào miền Nam thì quá là ghê luôn. Nó đẹp này mà. Chậu này vào miền Nam thì rất là tuyệt. Toàn tác phẩm đỉnh cao thôi. Lên cái âm dương này soi càng ngày càng rõ nhau nhé. Chậu này là đai châu lá kẻ miền Nam gọi là nghinh xuân lá sọc nha các bác. Rất là đẹp. Này em đã được ngắm hoa nó một lần rồi. Đấy. Cực kỳ đẹp nhá. Đấy. Chậu này thì nó có một tí lỗi ở trên mặt lá thôi. Đấy, nhưng mà nói chung là về vẻ đẹp thì vẫn là rất là ok. Đấy. Một tí lỗi thôi, không thể xóa nhòa cái vẻ đẹp được. Đấy. Chậu cực kỳ đẹp. Đúng rồi.
rất là đẹp nha anh em. Trong thu hoa đây chỗ tác phẩm nó kẹp phát tài. Con gì đây, càng lên nó càng rất là đỉnh. Đó, tác phẩm đó. Vòng mảnh. Tác phẩm đó các bạn. Đấy. Cô gái. Siêu phẩm lá kẻ nha các bạn. Mình kẹp phát tài. Đây, mình quyết định này. Biên, đây là biên nha các bạn nhé. Biên rất là đẹp. Cái hồng định mới đúng không? Rất là hồng hồng ESO phô quay không, cái mầm gốc của kia mới đẹp. Em lo ra mầm gốc bên kia gì nó ok. Rất nhiều hoa nhau các bác nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Đây biên tím này. Các nhìn biên tím chưa? Đấy, rất đẹp biên tím. Và đây là hàng rừng hết nhá các bác nhá. Đấy, tân sư phẩm thôi. Hàng rừng hết. Đấy. Hàng rừng hết nhá các bác nhá. Hàng rừng thì không phải là đỉnh. Sư phẩm quá, rất là to. Đấy, cực kỳ ác chiến luôn. Chỗ này có tiền cũng không mua được đâu nhá. Đây là lá như này nhá. Rất là đẹp nhá. Thank you.
rất là phê, cực kỳ đông luôn quá nha. Rất đẹp. Những con này rất là hiếm luôn trên thị trường. Nói chung là ví dụ như là các bác cứ cộng cả Việt Nam lại thì nó cũng rất là ít, chứ nó không có số lượng nhiều đâu. Đẹp lắm. Còn mà nó đẳng cấp hơn. Đây, hoàng nhạn. Rất là đẹp anh em. Rất là đông anh em nhá. Trong một cái tác phẩm như này đó phải mất rất nhiều năm chứ không phải là nó rất là khó đẻ nhá. Đấy, mọi người thấy cả có một con nó đẻ đâu. Bởi vì mỗi một lần đẻ nó rất là hạn cây mẹ. Cho nên là vì những người mà người ta phải hy sinh mà phải buôn bán, người ta phải làm cái con ra thì nó bắt buộc người ta phải tích cái con lên để người ta bán. Đẹp lắm, nhiều. Cực kỳ đẹp, anh em ngắm. Kiếm rất đẹp. Toàn kẻ đẹp. Toàn bộ kẻ rất đẹp anh em ạ. Đấy, ở bên bờ sông rất là thơ mộng. Trong tầm tháng 6 này, tầm giữa cuối tháng 6 sẽ có một đại hội rất lớn về lá phát tài toàn quốc. Thì lúc đó là anh em miền Nam và miền Trung sẽ đổ ra ngoài Bắc. Rất là đẹp. Hai anh em cứ chém gió chúng là kẻ đẹp. Các cô luôn, chưa. Em thấy các cô một chưa bảo là rất nhiều tác phẩm là kẻ cực kỳ đẹp. Cây thiên vũ này, cây của mày đấy. Cây của mày tưới nhiều không? Không, em không tưới gì, tưới nước thôi. Thế đặt một loạt mày, có đặt mày dùng một loạt dinh dưỡng mà cây thì, cái đấy loạt đấy nó tắp nắng. Đẹp anh. Bác ơi anh à? Sao là trước em vào không nhìn thấy nhỉ? Thấy rồi, càng đâu đâu. Bữa nào cứu mày đâu mà. Vừa nói cho ngài mắt đồ mới sáng cái như hai này mà. Rất là đẹp anh em ạ. Cực đẹp. Em có vợ rồi. Đấy, đông không? Sau đây là một ít ảnh của hội. Đấy, các cây của hội mà các bác ngắm nhé. Em xin lỗi các bác đã xem hết video clip này.